Xem Rivet, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đối với lại cái channel của Sơn Nguyễn của mình ha. Và trong video ngày hôm nay sẽ là một video mà mình sẽ tiếp tục trong cái series học tiếng Nga nâng cao ha. Trong bài này thì mình chọn một cái bài test mà mình vô tình phát hiện nó cũng khá lâu rồi, vào ngày 12 tháng 7 phải, của đội Chelsea ha. Thì ở đây thì nó liên quan về một, nói chung là nói thì nó thông tin về bóng đá, nhưng mà thật ra là những cái từ mà trong giới báo chí nó hay dùng và cũng là trong đời sống hàng ngày chúng ta hay dùng. Mình thấy cái bài này nói chung là với những từ nó khá là phổ biến và khá là dùng thường xuyên, cho nên là mình mới chọn cái bài này để giới thiệu qua cho tất cả các bạn ha. Thì bài này nó được hơn một cái bài hôm trước, đó là bài này thì cái bài test chỗ này thì các bạn có thể là bôi đen nó được. Và sau đấy bạn nào mà muốn nghe thì có thể là sử dụng đối với cái tool mà trong cái bài, một cái video về hướng dẫn về cái tool mà luyện nghe tiếng Nga mình đã nói trước rồi. Bạn nào chưa xem qua thì hãy xem qua cách sử dụng nhé. Còn trong video này thì mình sẽ giúp các bạn là dịch hiểu tiếp tục ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Ở cái bài test này của chúng ta thì chúng ta chỉ có 4 câu thôi, nói chung là cũng không gì khó quá. Và bây giờ chúng ta vào cái câu đầu tiên nè. Aspilicueta povedan što Lemberda vecensi familiar no urin nie zavu. Thì đầu tiên là chúng ta có cái từ Aspilicueta. Thật ra mình cũng không phải là dân chuyên về đá bóng, nên lúc đầu mình đọc cái từ này mình cũng không biết nó là gì, xong mình cũng có tra từ điển mà mình cũng không phát hiện ra từ nó, và cuối cùng mình mới biết đó là thật ra đây là một cái tên của một cái ông tên là Aspilicueta cái gì đấy. Ờ thôi mình bỏ qua, nó không quan trọng gì lắm ha. Thì đây là một cái tên của một cái ông tên là Aspilicueta, đọc dài quá mình đọc là Aspili thôi cũng được. Cái ông Aspili này thì đã cho biết ra, thì các bạn nhớ cái từ mà chúng ta hay nói này, Bavidansto, nghĩa là cho biết là. Thì thay vì mà chúng ta thường hay sử dụng đó là cái từ Gavrit hoặc là từ Skazat ấy, thì chỗ này các bạn sử dụng đó là từ Bavidat thôi, là một cái từ nó cũng thường dùng đối với lại cái giới báo chí nhiều. Cho biết là Lombarda. Thì ở đây thì nếu như viết theo kiểu tiếng Việt của chúng ta sẽ cho là cái từ Nezavut trước, nó vào đây, và Lombarda nó ở phía sau, thì nó là mọi người không còn gọi Lampard nữa. Nhưng mà ở đây thì viết theo kiểu tiếng Nga cho nên là người ta sẽ cho cái Lombarda trước ha. Thì cái đoạn chỗ này mình cứ bỏ qua ha, mình cứ để đây, lát nữa mình sẽ dịch sao cho nó trau chuốt một tiếng. Và Chelsea có nghĩa là trong đội bóng Chelsea. Familiar, tức là gọi một cách gọi là sâu tập. Từ này nó có nhiều nghĩa, các bạn có thể dịch nó là sổ sàng, sung sẻ này kia vân vân. Nói chung là một cái gọi mà nó thường xuyên á. Thì Ure Nezavut có nghĩa là không còn gọi. Thì ghép tất cả các ý mà mình vừa nói qua thì câu này có nghĩa là gì? Aspilicueta cho biết rằng đó là trong đội bóng Chelsea thì người ta không còn gọi là với cái tên Lampard một cách gọi là sung sã như mấy bữa nữa. Lý do là tại sao? Bây giờ anh ta mới nói nè. Tibia on the Leonard post. Rồi, cấu trúc này khá dễ ha. Bây giờ anh ấy là đối với chúng tôi là một người sếp. Từ boss, từ manager có nghĩa là một người chủ, một người sếp. Thì chỗ này dùng cái một cái từ sếp thì nó nghe sẽ hay hơn. Hay cái từ này nó có nghĩa là như nhau thôi ha. Да, раньше мы называли его Лампесом. Có nghĩa là đúng, trước đây thì chúng tôi hay gọi cậu ấy đó là Lampes. Nhưng mà các bạn nhớ nha, tại vì nói theo kiểu của tiếng Nga cho nên là sau cái từ Nazvali này, tức là gọi ai bằng cái tên gì, vì là bằng một cái tên gì cho nên chỗ này cái từ Lampard nó được chuyển sang cách năm, và người ta cho nó thành là Lampesum. Thật ra mình không biết tại sao Lampesum, thấy đọc nghe cái Lampesum nghe nó nhà kiểu sao tự nhiên xinh. Tiếp tục câu tiếp theo. Yes, congrats on being my no club nico. Câu này nó dễ dàng thôi. Đối với những bạn học quá trình A2 thì câu này dễ. Tức là những cái năm trước, dùng những năm trước thì nó hay hơn. Hoặc là những
những năm trước á, thì anh ấy là một cái người gọi là sao ta, đồng đội của tôi. Anh ấy vẫn còn đồng đội của tôi. Mình очень нравилось это время. Ở đây các bạn sẽ để ý cho mình hai điểm. Điểm thứ nhất đó là người ta sử dụng cái từ nравилось mà người ta không sử dụng cái từ là понравилось. Thứ nhất là chỗ này là sử dụng động từ chưa hoàn thành. Và cái thứ hai, một số bạn có thể là không để ý, đó là từ это. Tại sao chỗ này là phải sử dụng это mà không phải là это? Nhất là nhớ cái từ время, nó thuộc trường hợp của giống trung nhé. Và đây là người ta chỉ ra cái thời gian mà trước đây, cho nên là cái từ это chỗ này nó theo nghĩa là cái thời gian nó hơi được cụ thể. Để nói cụ thể thì nó cũng không phải là cụ thể lắm, nhưng mà thật ra là cũng ở trong một cái bài khác mình sẽ so sánh cho các bạn là tình huống là người ta dùng estos, esta, esta và esti. Thì ở cái bài này là do cái tình huống cái từ vremia chỗ này nó thuộc trường hợp giống trung, nên là cái từ esta này mình không thể so sánh được. Một tình huống khác thì trong một cái bài khác mình sẽ nói cụ thể hơn ha. Thật ra bạn nào mà đã học qua cái khóa học của mình thì biết là tại sao là chỗ này sẽ dùng esta thì mình không nói ha. Nhưng mà thôi, ở một video khác thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ so sánh lại cho các bạn nhớ ha. Chúng ta đi tiếp. She's just on a chance leadership etap. Có nghĩa là bây giờ anh ấy đã bắt đầu một cái thời kỳ mới, một cái bước tiến mới. Dịch đơn giản thì các bạn cứ nói là một cái bước đi mới thôi cũng được, một bước đi tiếp theo thôi cũng được. Từ mới thì cũng đúng, mình dịch cho nó thoáng nghĩa một tí, nghe cho nó hay đó. Thì một bước đi mới đấy. Anh ấy là huấn luyện viên của chúng tôi. Đây, Onastrenia, anh ấy là huấn luyện viên của chúng tôi. Ivios Navipiro và dẫn dắt chúng tôi đi về phía trước. Thì ở đây đối với lại bốn cái câu này, thật ra mình thấy nó cũng tương đối là nhẹ, cũng chưa quá nặng. Chỉ là mình lưu ý cho các bạn những cái điểm mà chúng ta cần nhớ thôi. Thứ nhất là thường hay sử dụng này, Babidashto là một. Cái thứ hai đó là Nazivali. Chỗ này là xuất phát từ Nazivatka vô cộng cái năm Jem kèm ha. Và cái thứ ba đó là sử dụng chỗ Nravinlos chỗ này. Tại vì đó là thời gian dài, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng là những gì nó đã diễn ra ở trong quá khứ rồi đó, mà nó kết thúc, nhưng mà thật ra nó diễn ra trong thời gian dài, nên là chúng ta không sử dụng động từ hoàn thành, mà chúng ta sử dụng động từ chưa hoàn thành ha. Và ok, sau những cái lưu ý đó thì mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây. Nếu mà bạn còn thắc mắc gì chưa hiểu ở trong cái bài test này, hoặc là ngồi bài test, thì có thể là comment ở phía dưới video, mình sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại, mình là Warshow nhé. Paka paka.